Ngày 25 tháng 5, hình ảnh đoàn phim Tương Biên Lộng rải bước trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài đạo diễn Trần Khả Tân, dàn cast gồm Trương Tử Di, Vương Chuyển Quân, Lôi Giai Âm, Dương Mịch, Đại Bằng, Lý Hiện, Thử Sa đều có mặt. Khán giả tiếc nuối khi Triệu Lệ Dĩnh vắng bóng tại sự kiện quốc tế này. Có nhiều đồn đoán về việc nữ diễn viên họ Triệu không có mặt tại Pháp, song nhiều người tin rằng đây là quyết định của Triệu Lệ Dĩnh, không có ai ép buộc hay cản trở cô cả. Trong khi đó, người hâm mộ cho rằng, nhìn vào lịch làm việc gần đây của Triệu Lệ Dĩnh, có thể biết lý do tại sao cô không tới Cannes. Cụ thể, ngày 24 tháng 5, đoàn phim Tại Nhân Gian do Triệu Lệ Dĩnh, Doãn Phủ đóng chính đã tổ chức lễ đóng máy. Trên tài khoản Weibo, văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ một số bức ảnh nữ diễn viên trên phim trường với lời nhắn nhủ: một ngày nọ, giả tiểu đoá tỉnh lại trong mơ hồ, đập vỡ từng tấm gương ảo giác được chiếu trong thành phố và đứng ở mặt kia của giấc mơ, đối mặt với hiện thực. Một gương mặt mơ hồ, vừa thật vừa giả, nhưng nhìn từ xa tìm kiếm giữa các tòa nhà tĩnh mịch là có thật. Cảm giác mát mẻ khi tản bộ dưới mưa trong phố núi là có thật. Cưỡi xe điện hóng gió là có thật. Khung cảnh ban đêm dần lui lại phía ngoài cửa kính ô tô là có thật. Mỗi bước trở thành giả tiểu đoá đều rất chân thực. Từ tôi là ai, tôi đang ở đâu, cho đến tôi là tôi quá rõ ràng. Tại Nhân Gian đóng máy vui vẻ, trò chơi kết thúc, chào mừng trở lại thế giới thực. Vì Tại Nhân Gian chỉ có 8 tập nên việc ghi hình được gói gọn trong thời gian chưa đầy 2 tháng. Đây là lễ đóng máy thứ 2 trong năm nay của Triệu Lệ Dĩnh sau bộ phim điện ảnh Tương Biên Lộng. Đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng tới Triệu Lệ Dĩnh và ekip Tại Nhân Gian, đồng thời hy vọng sớm gặp lại giả tiểu đoá trên màn ảnh nhỏ. Theo một số blogger tiết lộ, sắp tới Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai diễn khách mời trong bộ phim Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đóng chính. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng từng đưa tin Triệu Lệ Dĩnh không chỉ tham gia phim với vai trò khách mời, mà cô còn là giám chế, tham gia vào khâu sản xuất, đồng thời giúp phim thu hút vốn đầu tư. Thế nên cư dân mạng tin rằng thông tin Triệu Lệ Dĩnh đóng phim với Đàm Tùng Vận là có cơ sở, đồng thời bày tỏ mong chờ được nhìn thấy cảnh đối diễn của hai hoa đán nổi tiếng lứa 85-90. Từ đầu năm đến nay, Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với hàng loạt dự án phim ảnh, ra mắt Điều Thứ 20, Giữ Phượng Hành, ghi hình Tương Biên Lộng, Tại Nhân Gian và rất có thể là Tiêu Dao. Người hâm mộ cho rằng, so với chút tiếc nuối khi không được ngắm Triệu Lệ Dĩnh trên thảm đỏ Cannes, họ lại mong chờ vào các vai diễn đột phá của nữ diễn viên hơn. Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé!